hôm nay Kha Vân xin giới thiệu đến anh chị em cây gậy. Gậy này chất liệu bằng gỗ, nó có hai mẫu, một mẫu là có chạm khắc có đầu rồng, còn một mẫu là không có đầu rồng. Thì cái sản phẩm cây gậy này dài khoảng 85 cm, ở dưới đế nó có cái nhựa. Cái này với Kha Vân là hàng tồn kho, nó nằm kho nhà Kha Vân lâu rồi. Thật sự mà nói thì Kha Vân nói trước là Kha Vân không biết gỗ gì nha, bởi vì Kha Vân không có rành về gỗ. Nhưng tất nhiên gậy bằng gỗ thì tất nhiên là một chất lượng tốt, để cho anh, để mình tặng cho những người lớn tuổi, người ta này nọ cái khác rồi đó. Thì cái sản phẩm này Kha Vân xin lưu ý, Kha Vân bán chỉ có 100.000 đồng một cây và cộng tiền cước. Kha Vân cũng nói một câu chân thành, nói ra anh chị em không tin, nhưng Kha Vân nói thật, cây gậy gỗ này Kha Vân nhập về với giá là 162.000. 162.000 một cây. Kha Vân bán tại du lịch mà. Kha Vân biết là có nhiều người nói thì Kha Vân nhập cao này nọ khác, và Kha Vân cảm nhận được là nó cũng cao, nên Kha Vân bán 200.000 không có được. Thì thôi bây giờ Kha Vân thanh lý lỗ, có mùa dịch bệnh này Kha Vân còn mấy chục cây bên góc kia kìa. Thì anh chị em nào thật sự mình thấy rẻ mà mình muốn mua tặng cho ba, cho ông bà, cha mẹ gì đó, hoặc mình mua mình làm gì đó thì tùy. Thì Kha Vân sẽ gửi, anh chị em nhận hàng, kiểm tra hàng và đưa tiền cho bưu điện. 100.000 tiền cước nó khoảng chừng 30-40.000 thì thôi anh chị em mình à. Kha Vân nói rõ như vậy nha, nhưng Kha Vân bán chỉ có 100.000 thôi. Có nghĩa là bán mang tính chất là giải trí và giao lưu với anh chị em trên cộng đồng mạng mình. Và mong rằng anh chị em hãy giới thiệu kênh YouTube của Kha Vân cho nhiều người cùng biết. Kha Vân cảm ơn nhiều.